Tám thanh niên đi xe máy cầm theo dao phóng lợn đối đánh các băng nhóm khác hết sức hung hãn trên đường khiến nhiều người hoảng loạn. Và đây là thời điểm nhóm thanh niên này phải đối mặt với pháp luật. Chiều 23 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Từ Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 thanh niên để làm rõ tội gây rối trật tự công cộng. Các bị can lớn nhất là 24 tuổi và trẻ nhất chỉ mới 17 tuổi. Theo điều tra ban đầu, nhóm này thường mang theo hung khí như dao bầu gắn vào tiếp sắt hay còn gọi là dao phóng lợn, thậm chí là cả kiếm điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt bô, dọc các tuyến đường tại các vườn thuộc thành phố Tự Sơn, khiến người đi đường hoảng sợ phải nhường đường. Khi đi qua công viên Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Phù Khê, nhóm này thấy một nhóm thanh niên khác nên đuổi đánh, hỗn chiến gây mất trật tự công cộng. Nhận thông tin, công an thành phố Từ Sơn đã huy động lực lượng truy bắt các nghi phạm để điều tra xử lý. Công an thành phố từ sơn đang củng cố tài liệu mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan